Xin chào, mình là Cúc Báo đây. Hôm nay mình cố tình thức sớm để đi qua bên kia đồi. Nghe nói là bên đó có cái khu thú vị lắm, nên là mình phải đi thử xem nó thế nào. Buổi sáng sớm ở Thành Nung rất là đẹp. Ánh nắng ban mai chiếu vào mọi thứ một cách mơ màng, cộng thêm thời tiết cũng êm dịu nữa, nên rất là thích hợp để đi leo núi hôm nay đó. Có một điều là khi mà mình leo núi vào buổi sáng á, mình thường sẽ để bụng trống, bởi vì không có nhiều thời gian, mình phải tranh thủ đi rồi về làm công việc. Với lại buổi sáng mình thường nhịn ăn để bao tử được nghỉ ngơi. Và sau những video gần đây thì mọi người cũng biết là có một số chuyện nên là công việc sẽ bận rộn hơn để mau chóng hoàn thành ngôi nhà mới và ổn định mọi thứ. Bình thường á, mình phải đi khoảng một cây số mới lên tới chỗ đồi hiện tại mình đứng nè. Đường đi lên rất là dốc nên là ít ai chạy xe máy lên đây lắm. Nhưng mà lâu lâu sẽ có mấy anh đồng bào chạy xe lên để đi lấy măng nè, đi săn và làm việc. Từ nhà mình á, mọi người hay nhìn qua đây dù là lúc ăn cơm hay làm việc, giống như là một cái xem để giải trí ấy. Thành Nung yên bình nên là thỉnh thoảng mới có chuyện hoặc là người mới, nên là chuyện gì cũng hóng hết á. Vì lâu lâu sẽ có những cái chuyện thú vị như là một hôm có xe tải không biết đường khó đi lại chạy lên đây rồi không xuống được. Cái xe cứ ở giữa con dốc, lên không được mà xuống cũng khó, lực bất đồng tâm, tình hình nó căng hơn dây đàn luôn. Ngoài ra còn có trường hợp có những chiếc xe máy chạy lên chưa đủ trình nên là cuối cùng bị té. Mắc cười nhất là bất ngờ hôm đó có một cái đoàn du khách lên tham quan chỗ này, nhưng mà mọi người xung quanh thì chả biết là chỗ này có gì để chơi nữa. Hay là câu chuyện có mấy anh chở chó bằng xe máy lên đây á, thì nhìn không giống là chở chó đi chơi. Mình á, thì nghĩ là có khi nào người ta đi bắt chó không ta, nhưng mà cuối cùng thiệt ra là chó đó là người ta nuôi để người ta đem nó đi săn hoặc là bảo vệ hay là khởi mùa gì đó. Giống như Khmer nè, cứ đi theo người ta hoài. Ồ, đi tới đỉnh núi vào sâu bên trong mình phát hiện ra cái khu ấy rồi nè. Nó có tên là khu nhà tao, được khắc trên một cái tảng đá rất là thú vị. Đi xuống mà, đây, đi xuống. Đi mà, đi. Thấy đã nhốt chó thôi. Nhốt chó hả? À chứ không phải đỡ mình. Chó sủa ồn ai ngủ được. Không thấy chí sợ nào luôn hết. Thấy đứng chụp ảnh ầm ầm. Má, má, đi đâu vậy? Má, má,
Trời, chút nữa mà đi mà không thấy là rớt cái hố này chưa.